Trước khi vào nội dung chính video ngày hôm nay thì mình xin được cảm ơn bạn Win10 Make Arena nhé. Bạn hôm trước đã sử dụng tính năng Super Thanh thì mình cũng cảm ơn bạn nhé. Hôm qua mình quên mất mình không không cảm ơn bạn trong video thì rất xin lỗi nhé, vì nó khá là chậm trễ, mong bạn thông cảm. Mình thì rất vui khi mà các bạn khán giả gọi là có một chút ủng hộ mình cho cái kinh phí làm video, thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hy vọng các bạn sẽ đồng hành kênh của mình, gắn bó kênh của mình lâu dài, và chúng ta hãy cùng nhau phát triển kênh này nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Chúc các bạn có một tuần mới thật là nhiều năng lượng và may mắn trong công việc cũng như là học tập nhé. Hôm nay thì mình sẽ đi nốt cái chặng đường là hoàn thành những cái nhiệm vụ để chúng ta quay cái sự kiện Tango nhé. Có nhiều bạn than thở với mình rằng là các bạn ấy quay không không được Tango. Đấy, nhưng mà cái vấn đề ở đây là các bạn đã làm hết nhiệm vụ chưa? Mình hỏi thật, các bạn đã làm hết nhiệm vụ chưa? Các bạn nhìn thấy ở đây mình có 45 vé này. Mình làm hết nhiệm vụ ở đây là mình được 49 vé. Tại sao không phải là 50 vé? Bởi vì mình đã có Tango rồi nên là mình sẽ không được 50 vé nhé. Mình chỉ được là 49 vé thôi. Nhiệm vụ thì rất là đơn giản. Mình đã bảo rồi, các bạn làm chăm là 100% các bạn để nhận được Tango. Nhưng mà vẫn có một số ý kiến các bạn kêu là các bạn đen đủi, các bạn chưa không quay chính, không quay dính Tango. Thì mình thực sự là mình cũng không hiểu là các bạn đen đủi kiểu gì nữa. Trận đấu hôm nay sẽ là những trận đấu hết sức là nảy lửa đấy. Nên là hy vọng các bạn sẽ theo dõi hết video này của mình nhé. Rồi. Gặp một clan BBC có một top 10 gì đó. Đấy, rất là kinh khủng. Mình sẽ dùng Guardian với siêu pháo trong cái bản đồ này nhá. Hiện tại lúc đầu thì mình đứng đây quan sát thôi, mình quan sát thôi. Từ từ thôi, không xuống đấy vội. Xem có ai đến gần thì mình phế luôn. Ok, khống chế này chạy đến này. Không được rồi. Được. Có một bạn nickname là Khương Khánh thì bạn có bảo là hôm nay sinh nhật bạn ý và bạn ý muốn mình làm một video kill shot không vũ khí full đam. Đấy thì đầu tiên thì chúc mừng sinh nhật bạn nhé. Chúc bạn sang tuổi mới thật là nhiều may mắn và sức khỏe nhé. Cái video kill shot full đam như bạn nói ấy, đấy mà để mà chơi ở phiên bản này thực sự là mình không chơi nổi nhé, nó khó lắm. Bạn có thể thấy là mình gặp rất nhiều những con tanh này, nhiều con khống chế này, nên việc mà mình chạy long nhong với một con kill shot thực sự là không thể nhá, mình không thể. Nếu mà hạ được chiến thì sẽ có thể, nhưng mà chẳng ai một người làm nội dung như mình lại chơi cái kiểu ý, đúng không? Nên là rất mong bạn thông cảm nhé. Quay lại nội dung chính video thôi. Phải nói là cái loạt EFA này nó rất là căng thẳng, nhiều đối thủ phải nói cực kỳ đáng gờm, rất là quấn. Mình đã quyết định lựa chọn set Garden với đôi siêu pháo để chơi trong cái bản đồ này. Nó rất là hợp, rất là mạnh, rất là hợp. Đảm bảo là các bạn có thể khống chế mọi con mồi luôn. Đấy, miễn là các bạn căn chiêu cho nó đúng thôi. Thực sự là rất là nguy hiểm. Các bạn, từ nhá. Khống chế này. 1. Các bạn thấy kinh không? Đây, 2. Các bạn thấy là phi công của mình ấy, mình đang dùng một phi công nó gọi là hạng xoang thôi. Ôi, mình bị khống chế rồi. Ôi, không xong rồi. Phi công mình dùng chỉ là hạng xoang thôi, nhưng mà các bạn có thể thấy cái lượng sát thương nó rất là đáng nể. Hồi trước mình sẽ nói sau nhé. Chúng ta bắt đầu với sớt thôi, với bệ tên lửa 12, xem nào có chơi được không. Đây rồi, top 10 đây rồi. Này này, bất ngờ chưa? Ok, quá là nguy hiểm luôn, quá là nguy hiểm với một con sớt mà trang bị bệ tên lửa luôn. Mình đảm bảo là cái khả năng sốc sát thương của nó còn hơn cả súng điện nhé, và giúp các bạn rút lui nhanh gọn nhé. Không chế này, ok. Đây là một boss thôi mà chúng ta kia cả. Từ từ nhá, phải hết sức từ từ, hồi chiêu đã, cứ bình tĩnh, chúng ta phải có chiêu thức đã. Khống chế này, đúng, chỉ mạng. Đây, thanh niên kia ra làm thịt mình rồi. Từ từ nhá. Đây này, vừa bị mình hạ xong rất là cay này. Từ từ nhá. Ui rồi, còn xong rồi. Đấy, cứ phải nhìn trước ngó sau chứ không thì dễ toang lắm các bạn ạ. Đây, mình bắt đầu lựa chọn là Zephyr. Khống chế này, mình cố gắng chạy đến này, bất chấp này. Ok, thực sự là cái lúc này, cái đoạn mình đứng, đấy thấy chưa, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm luôn.
mình cố chấp cho cái file ấy luôn. Rồi, rất may mắn mình được top 1 rồi. Tuy nhiên thì cái thanh niên mà top 10 thế giới thì người ta vẫn MVP. Mình nói lại cái pha vừa nãy mà dùng con Zephyr mà mình chạy ra, lúc ý là mình liều, thực sự là mình quá liều luôn, mình ham cái mạng của thanh niên kia quá nên mình bất chấp tất cả mình chạy ra và mình đã bị mình đã bị hạ gục một cách gọi là do cái sự cố chấp của mình thôi. Đây, chơi Guardian thì mình hay chơi cái trò này. Đấy, đứng đây nhá, các bạn cứ đứng đây này. Đấy, từ từ nhá. Không được ạ, thế này, một hit. Sau đó là mình bắn sau lưng là mới to như vậy nhá. Đấy, nói lại với set đồ này nhá. Guardian với hai khẩu siêu pháo và trang bị phi công tím thôi được. Đấy, các bạn có thể hoàn toàn thấy sức mạnh của nó là cực kỳ mạnh. Mọi người mình biết là mọi người đều đang bị cái sức mạnh của khẩu em, cho dù bây giờ khẩu em nó có bị giảm sức mạnh đi rồi nhưng nó vẫn mạnh, mình phải nói là như vậy. Và mọi người đang bị gọi là cái sự hào quang của khẩu em ý, nó thực sự phải nói là làm cho lóa mắt các bạn. Thực sự là mình cảm thấy là các bạn đang có một chút gì đó gọi là ghẻ lạnh với khẩu siêu pháo này. Thì nhân tiện video này đây thì mình muốn gọi là khẳng định lại cái vị trí của siêu pháo. Siêu pháo thì có thể cày chay, đấy, hoàn toàn là có thể cày chay, không như khẩu em đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể nào mà các bạn có thể bỏ tiền ra mua được, nhưng siêu pháo có thể cày chay được, Guardian có thể cày chay được. Đấy, nên tại sao các bạn còn chần chừ gì mà các bạn không đầu tư cho mình cái set đồ này. Mình biết trên kênh của mình ấy, nhiều bạn vẫn gọi là kiểu có một cái nhìn gì đó nó không quá là mạnh mẽ cho những cái con mech đời đầu. Đấy, như kiểu là Panther này, Guardian này. Mình biết là cũng có nhiều bạn đánh giá cao hai con này, nhưng song song bên cạnh đó vẫn có những bạn gọi là chỉ vì nó là những con mech đời đầu, nó kiểu phải nói là kỹ năng đơn giản, ôi bay màu rồi, mà các bạn đánh giá thấp nó. Nên mình muốn khẳng định lại là việc mà các bạn đầu tư set đồ này, một con Guardian với siêu pháo, là không hề thừa, không hề lỗi thời, và các bạn nên đầu tư, đừng coi thường nó nhá. Đây này, ok. Thanh niên này thì chắc chắn rồi là một người chơi và anh ta đang có một lượng HP rất là thấp, nên mình đã nhân cơ hội này và lao đến khống chế và xin mạng thôi. Một brick house như vậy thì quá dễ dàng cho mình làm thịt rồi. Ôi mình không xong rồi, mình hẹo rồi. Đấy, vừa mới hạ xong thì anh ta lại trả thù mình rồi. Các bạn nhớ tên anh ta nhé. Vừa nãy là brick house, bây giờ là Redox. Phát em này, em thì KS tầm xa rất là ngon, nhưng mà nếu mà so với cận chiến ấy thì that's kind of small. Thế ông im mẹ à mồm đi. Thì nó vẫn mạnh đấy. Nhưng mà chắc chắn rồi, cái điểm của nó thì sát thương sẽ không được như siêu pháo đúng không? Căn này xì rồi. Các bạn hãy lựa cái tấm vách ngăn này nhé, làm cái nơi để che chắn cho các bạn. Gặp cái con này thì mình chịu luôn rồi, nó hồi chiêu nó khống chế mình là mình toang. Ok. Lại một trận nữa top 1. Rồi. Mình không biết là mấy trận nhỉ, hình như là 5 trận thì phải. Mình chơi để hoàn thành luôn cái chuỗi nhiệm vụ kia. Nói chung căng thẳng các bạn ạ. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm cái gọi là sự căng thẳng thì hãy cứ vào FF3 nhá. Đấy, đây sẽ là nơi giúp các bạn không có cái gì gọi là có lối thoát luôn. Khống chế này. Ôi, chạy nhanh thế. Nào, này thì chạy này. Các bạn đứng một chỗ thôi, đứng một chỗ và quan sát thôi. Trong FF3 này thì cứ đứng đây này. Từ từ nha. Quan sát này, đứng này, điểm map này. Đấy, stalker súng điện đúng không? Từ từ này. Tiến lại mình, khống chế này. Một hit. Ôi, xịt rồi. Hai hit. Đấy, mọi người ạ, thấy đối thủ ấy thì hãy như mình, hãy từ từ quan sát cái đã, xem đối thủ đang dùng con gì. Và mình biết là cái người chơi đó
cái con stalker đó chưa nhìn thấy mình. À không, không phải là chưa nhìn thấy mình, mà biết mình đứng sau bức tường rồi, nhưng chưa thể biết được mình đang sử dụng con mech nào, sử dụng vũ khí nào, nên anh ta đã gặp bất lợi khi mà mình đợi cho anh ta tiến lại cái khoảng cách tầm 30m và mình khống chế. Lúc đó thì anh ta chỉ có thể chạy thường thôi. Đấy, chỉ có thể chạy thường thôi. À, đây này. Ui. Thật sự pha này mình phải rất bình tĩnh nhé. Rất bình tĩnh giữ tâm để mình có thể hạ gục được cái con Chocobite đó. Không thì mình pha đó mình hẹo mất. Các bạn có thể thấy là cái lượng sát thương cũng như cái hiệu ứng nó gây ra cho mình, khiến cho cái tâm ngắm của mình rung lắc. Và nếu mà không gọi là chắc tay ấy, chắc chắn là pha đó các bạn sẽ bị hẹo nhé. Siêu pháo thì đứng một chỗ và có thể KS toàn bản đồ luôn, rất là ngon. Đây, con mồi sẽ đến này. Khống chế này, một. Và mình hết chiêu rồi. Đến quá, mình hết đạn này, mình hết đạn này. Nó chưa có nạp lại cho mình. Kìa. Được không đây? Ôi, các bạn thấy không? Đen thế chứ nhỉ? Mình đúng cái lúc mình nhắm thì cái tâm ngắm của mình nó lại nảy vào cái mục tiêu bên trên. Đen không tàn nổi. Nhiều pha thì nó fail. Đó là cái lý do mà mình hay chơi khóa mục tiêu đấy. Này này thì bắn này. À, đây có một mục tiêu này. Khống chế này. Được không đây? Ok. Pha đó chỉ sợ bị cay hết thôi. Lại nữa này. Từ từ nhá, khống chế này. Lại nữa này. Từ từ anh ơi. Ôi rồi, thôi xong rồi. Trái phải có, ôi rồi, không được rồi. Một con phía trước, một con bên phải làm mình bị vào cái thế gọng kìm quá, mình không làm gì được. Đấy nhá. Đây rồi, ngơ ngác. Ngơ ngác này. Chào anh nhá, khổ thân. Ồ, thế mình không được MVP cả. Mọi người mà có siêu pháo này, có Guardian này thì hoàn toàn có thể lắp vào chơi thử nhé, rất là mạnh đấy. Các bạn có thể xem video của mình tham khảo nhé. Đừng bỏ lỡ một cái set đồ có thể cày được mà nó lại mạnh như thế này. Đây này, từ này. Khống chế này. Một hit. Hai. Còn nữa. Là đây. 3. Thơm. Đây. Con mồi gần nhất của chúng ta đây. Không chế này. Ôi, pha đó. Ôi, xong rồi. Nó trâu quá. Ngay cả cái phát đầu mình bắn nó bị lên trần nhà nữa chứ. Sờ cai này. Tạm biệt bạn Sky nhé. À, đúng với cái tên của bạn Sky, bạn đã lên trời luôn. Lên thiên đàng là lên thiên đàng luôn. Hy vọng là đây này, lại Sky này. Không chế. Ui, một cái con boss với cái pháo xoáy như này thì làm được gì mình cơ chứ? Làm gì nhau? Đợi hẹo chứ còn gì nữa. Ok. Mình sẽ lăm lay bên phải nhá. Xem bên phải có gì thơm không. Thử vận may này. Ok. Bên này ngon nhỉ. Bên kia đông vui thế. Không biết mình có cơ hội không đây. Khống chế nhá. Một khống chế. Rồi. Mình sẽ di chuyển dần nhá. Sky bên kia rồi. Đây, Sky đây rồi. Phát nữa này. Không, ok, bùm. Cảm ơn bạn đã like cho cái pha vừa nãy của mình nhé. Thật ra nhiều lúc không phải người ta bấm like đâu, mà cái ký tự. Thôi xong rồi. Vừa mới xong. Thế mà đã bị báo ứng rồi. Bầu trời này không xanh rồi các bạn ạ. Bầu trời này nhiều mây đen lắm. Nhiều lúc người ta không bấm cái biểu tượng cảm xúc đâu, mà game nó tự bấm đấy. Mình cũng bị thế mà. Nhiều lúc các bạn
thấy có biểu tượng cảm xúc cay cú á, không phải mình cay cú đâu nhá, game tự bấm đấy, các bạn đừng hiểu nhầm. Không bao giờ mình thực ra thì cũng có cay cú đấy, nhưng mà không bao giờ mình bấm đâu. Đấy thì nó là như thế nhá. Nhưng mà thôi đi, mình cứ nhận pha vừa nãy là người ta khen mình đi, cũng chả mất gì đúng không? Ôi không được rồi, bị không chế ngược ấy, lại bị cay hết rồi. Được không đây? Sky kia rồi, Sky. Nghe kiểu Sky ơi. Tiếc là mình lại không phải một Sky. Xém chút nữa là mình được 3 MVP rồi. Thì sau một loạt đấu thì hiện tại mình đã được top 1 này, top 1 trong cái loạt đấu này, và còn 18 phút nữa thì nó kết thúc. Và thì mình sẽ quay ở đây nhận nốt cái phần thưởng, nốt cái khóa, cái vé quay nhé, cái vé quay nhé. Đây. Đấy, trước đó thì mình có nhận rồi, còn nhiệm vụ là nhận 5 triệu sát thương thôi. Thì mình lâu la mình nhận nốt nhé. Vậy là mình đã có 49 cái cây, cái vé quay. Đấy. Mình thì gọi là nhận nốt thì cho các bạn xem thôi. Đấy, để khẳng định là các bạn chăm chỉ làm là các bạn sẽ 100% nhận được Tengu nhá. Ở đây thì mình không quay đâu, tại vì tận 49 lượt quay liền thì các bạn xem rất mỏi mắt đúng không? Mấy cả mình cũng có Tengu rồi nên là mình sẽ không quay nữa, chỉ là cho các bạn xem thôi và khẳng định một điều là các bạn cày chăm chỉ là các bạn sẽ có Tengu và rất nhiều tài nguyên nhá. Và là các bạn nên quay, đừng có để dành khóa làm gì. Những cái tài nguyên ở đây chắc chắn sẽ nhiều hơn những cái tài nguyên mà các bạn được bồi thường đấy, nên các bạn nên quay nhá. Rồi, để gọi là giữ cho chắc chắn cái vị trí top 1 cho cái loạt giải đấu này thì mình quyết định là chơi thêm một trận nhá. Tại vì còn những 17 phút nữa mà, 17 phút có thể thay đổi rất nhiều, nên mình quyết định là chơi thêm một trận nữa nhá. Để gọi là cố định lại cái vị trí của mình. Mất công cày đúng không? Thì chúng ta cứ cày cho nó chắc. Cái này thì mình cày trong gần cuối sự kiện thôi. Đây này. Khống chế này, một phát. Cái phát đó bắn sau lưng nên là nó được ăn mạng ngay ấy. 2 3. Ôi, đen thế nhở. Nó vướng cái bức ngăn quá. Mồi đây rồi, từ từ nhá. Khống chế này, 1. Ôi, lại bị cay hết rồi. Thế nào mà đen thế nhở? Trận này mình đen thế nhở? Ok, giờ mới được mạng thứ 2. Lại một con non địch nữa đang lững thững bước đến. Làm gì đây? Mình đợi đạn của mình nạp nhiều một chút nhá. Tại vì nếu mà... Ok, tại vì nếu mà đạn nó nạp hơi ít ấy, thì có thể là các bạn bị cay dễ dàng lắm. Khi mà các bạn không thể hạ gục được đối thủ ngay, các bạn cứ chần chừ là dễ bị cay lắm. Đây này, khống chế này. Ôi, mù mắt tôi rồi. Không kìa. Để toang rồi. Fail quá. Ôi. Chết mất thôi. Và xử lý đi vào lòng đất. Sớt. Đây rồi. Con mồi. Ôi. Đau phết đấy. May là mình đứng tầm gần đấy. Không là mình hẹo với con Panther ấy rồi. Đây anh ta lại kia này. Không cháy này. Cho cô bài với chúng tôi này. Bên này ngon hơn này. Từ từ đây nhá. Này. Lại bị không chế rồi. Lui được không? Ok, mình lui được rồi. Ôi dồi ôi, tại sao vậy? Lơ là một chút thôi là nó spawn ngay cạnh sườn rồi. Hunter nha. Gần quá. Khó cho mình rồi, nhưng phải cố thôi. 1, 2, được rồi. Lệnh bị khống chế nị. Này thì khống chế này. Cái từ xa nha. 1. Được không? Ôi xì rồi. Mình căn lệch quá, căn lệch tham quá. Này thì còn lệch nữa không? Phát đây này. Hợp ngon bổ dưỡng này. Bên này ngon hơn này. Được, hết rồi. Không cố gắng được thêm nữa. Ok, vẫn được thêm một mạng nữa.
Rồi, FF3 15 giây là cái loạt đấu này đóng cửa rồi. Và mình đã giữ vị trí top 1. Bây giờ thì đợi thôi, đợi chốc thời gian tổng kết kết thúc vào nhận quà thôi. FF3 chế độ rất là cuốn hút và kịch tính mà các bạn có thể vào để gọi là rèn luyện nâng cao kỹ năng của mình nhé. Được rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. 9k điểm rất là ít. Mình hy vọng là video này sẽ có những cái phút giây giải trí hữu ích cho các bạn cho sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình rất mong là nhận được những cái lượt đăng ký kênh này, những cái lượt like và những dòng bình luận của các bạn bên dưới mỗi video của mình nhé. Để gọi là cho mình gọi là có thêm động lực để tiếp tục phát triển kênh ra video đầy hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.